Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự bức xúc khi lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo việc không đảm bảo cung cấp than dẫn tới phải dừng các nhà máy nhiệt điện than. Cũng vì thế, có khả năng tập đoàn này sẽ phải cắt điện ngay từ các tháng đầu năm 2019. Tập đoàn này cũng cho biết việc các nhà máy thủy điện không tích đủ nước cùng với sản lượng điện khí giảm khiến khả năng thiếu điện trong mùa khô năm tới là rất cao và khả năng thiếu điện kéo dài tới hết cả năm 2019. Trong khi đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ này, Thủ tướng đã có nhiều cuộc họp và quyết định nhiều giải pháp để bảo đảm có đủ điện cho cả nước đến sau năm 2020. Bởi nếu để nền kinh tế bị thiếu điện, sẽ gây ra tác động khôn lường. Đâu đó, cứ nó trình báo, sẽ chuẩn bị cắt điện dịp này dịp khác. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, nếu như mất điện, một số đồng chí sẽ mất chức. Không thể nói thiếu than trong việc này được. Anh phải thách thức nhân dân và chính quyền trong việc này được đâu. Tôi nói như vậy để thái độ của cương quyết, tôi đã viết rất nhiều thư cho các đồng chí có liên quan về cái việc là chuẩn bị điện ngay từ đầu năm. Cái tập thư mà tôi viết cũng để lại rất nhiều đó chỉ đạo này. Các đồng chí là Bộ Công Thương, các đồng chí EVN chỉ đạo thế nào vấn đề này? Để mà cái đe dọa nói chính phủ, nói nhân dân sẽ cắt điện trong dịp Tết, cắt điện dịp ai cho phép nói điều đó? Báo cáo chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, năm nay nhu cầu tiêu thụ than của nhiều ngành đều tăng, nhưng để thiếu than cho phát điện là do lỗi của các nhà máy điện đã thiếu chủ động. Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng khẳng định với chính phủ, dứt khoát các nhà máy nhiệt điện phải lo đủ than để sản xuất. Nếu để thiếu than, thì lãnh đạo các nhà máy nhiệt điện sẽ phải chịu trách nhiệm. Đồng thời, Bộ sẽ không để thiếu điện trong năm 2019.